Rồi, chúng ta đi đầu tiên đi vào một bức tranh tổng thể về cái nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục. Theo với kẻ phạt của 2019 thì hàng ngày thì có trên 1 triệu nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục cả ngày á, và hầu hết là các nhiễm trùng này là không có triệu chứng. Như vậy là khoảng 376 triệu ca mắc mới một năm, bên trong đó bốn cái nhiễm trùng hay gặp nhất thì là chlamydia này, lậu, giang mai và trichomonas là cái trùng roi âm đạo. HPV thì khoảng 290 triệu phụ nữ nhiễm một năm, như vậy rất là lớn. Và người ta thống kê được 1 triệu phụ nữ nhiễm giang mai 2016, và có đến 30 loại vi khuẩn, virus và ký sinh trùng được biết là có thể lây truyền qua đường tình dục, trong đó có 8 là liên quan đến cái nhiễm trùng lây truyền cao nhất. Và các bạn thấy 4 cái nhiễm trùng có thể chữa được chính là lậu, chlamydia, giang mai và trichomonas. Lậu, chlamydia, giang mai là do vi khuẩn, trichomonas là ký sinh trùng. Nếu vậy các bệnh liên quan đến nhiễm trùng á, mà liên quan đến vi khuẩn và ký sinh trùng á thì có thể chữa được, còn bụng thì còn lại á, rất khó điều trị là liên quan đến nhiễm virus như HPV, viêm gan B này, herpes simplex, HIV và HBV. Là HBV cái gọi là các bạn học Sumoga. Ok. Đây là hình thái các vi sinh vật gây nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục như HBV virus này, herpes simplex virus, HIV và chlamydia là hình thái như vậy. Lậu như Neisseria gonorrhoeae, ví dụ cái bệnh lậu hình thái là cái sống cầu. Treponema pallidum là cái vi khuẩn trực khuẩn. Uroplasma hoặc Candida là nấm, hoặc là Trichomonas là vaginalis là trùng âm đạo á. Trichomonas hình ảnh cuối cùng các bạn thấy một cái một con của ký sinh trùng nha. Rồi, về lây truyền thì tất nhiên nó sẽ lây truyền qua đường tình dục. Mà khi lây truyền qua đường tình dục thì nó sẽ bị hiện ở sinh dục, hormone và miệng, và một số có thể lây qua đường máu và các sản phẩm của máu. Chúng ta đã biết rất nhiều rồi. Như STI thì có thể lây truyền từ mẹ sang con, như là HBV này, HIV này, chlamydia, lậu, và HPV. Đặc biệt là lây truyền trong quá trình mang thai và sinh nở, dù giang mai.
Và một SDK, một số SDK khác như thể lấy liên quan đến máu và sản phẩm của máu. Đây các bạn lưu ý khi các bạn đi hiến máu chẳng hạn, thì trong máu của bạn á lâu lâu mà kiểm tra HIV hoặc là giang mai, vân vân. Coi như SDK khác thì có thể lấy truyền từ mẹ sang con trong khi mang thai hoặc là sinh nở, trong khi mang thai giữa giang mai này, HBV, HIV hoặc là chlamydia, lậu HSV, HBV thì lấy truyền qua đường sinh nở, đặc biệt là khi sinh nở ở đường dưới á. Thì bị hiện tượng bị điều cặp bệnh vị trí sinh dục dưới thì đã sinh con đi ra đường dưới và có một tình bệnh nhiễm. Còn được phát hiện thì chẩn đoán rất là dễ vì chúng ta có phương tiện máy móc rất hiện đại. Nhưng mà cần được kẻ phát hiện thì ngay cả việc Huế mình chẳng bằng Việt Nam mình chẳng hạn các bạn ạ, tập trung các thành phố lớn thì chẩn đoán rất là dễ thì người ta có phương tiện máy móc. Nếu mà ở các vùng huyện hoặc là ở vùng sông xa một tí thì chẩn đoán rất là khó vì thiếu phương tiện máy móc. Nói cả Huế chẳng hạn, bệnh viện Thanh Bộ Huế cũng có, hoặc ra từng huyện cũng có cái cả phương tiện chẩn đoán như là đôi khi lầu hoặc là da để chịu nha. Rồi bức tranh tổng thể ở Mỹ 2018, các bạn hay nghe lầu giang mai sumoga, nhưng thực sự bệnh mà hay gặp nhất trong nhóm bệnh lây truyền qua đường tình dục chính là chlamydia. Ở Mỹ thì năm 2018 thì có 1,8 triệu ca mắc chlamydia, gấp 3 lần so với lầu. Hoặc giang mai chỉ có 115.000 mà thôi. Giang mai trẻ sơ sinh thì có 1.003 ca. Và cái nhóm mà hay gặp nhất của bệnh lây truyền qua đường tình dục nhất là trẻ tuổi trong độ tuổi hoạt động tình dục 15 đến 24 tuổi. Thứ hai nữa là nam mà bị dây hoặc là lượng giới. Và thứ ba là phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai sẽ có nhóm nguy cơ cao tại vì rối loạn hormone bên trong và nó ảnh hưởng để quá trình hình thành bệnh và cũng như điều trị thì rất là khó đối với phụ nữ mang thai. Còn ở Việt Nam mình thì sau khi mà dịch ở Sài Gòn xong, các bạn biết đáng con hiện tại thì bệnh viện nhân liệu thành phố Hồ Chí Minh mở cửa trở lại thì số người mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục đến khám tăng đột biến. Có thể là trong quá trình giãn cách xã hội thì quan hệ tình dục là một cái nhu cầu để mà giải quyết nỗi buồn. Cả thứ hai nữa, bạn biết đi ra ngoài mua bao cao su có thể là rất là khó và chỉnh các yếu tố này đã ảnh hưởng giá tăng để chỉ lấy người mắc bệnh lấy đường tình dục tăng lên. Rồi ngoài bàn đi 5G trước ngoài bàn Quý Anh, Lê Thị Quý Anh. Dạ em chào thầy ạ. Rồi Quý Anh cứ hỏi sao đơn giản rồi. Rồi, quán cho tôi biết vì sao ở trên thế giới hiện tại vì sao người ta dùng từ SDI là nhiễm trùng lây từ người tình dục, vì sao không người ta không gọi là bệnh lây từ người tình dục nhỉ? Được không? Giả thay là vì là bệnh lây truyền qua đường tình dục thì giả thay là em nghĩ là do nó phải có cái sự nhiễm trùng, tức là họ phải có tác nhân vi khuẩn. Còn bệnh lây truyền qua đường tình dục thì nó có thể không phải là do tác nhân vi khuẩn có thể. Ví dụ mình không phải tác nhân vi khuẩn đó. Nhà ví dụ như viêm gan B thì là virus. Không phải là nhiễm trùng. Anh chào học có lẽ phát sinh. Dạ là dạ em chưa nghĩ ra. Dạ em nhớ là như cổ. Nhiễm trùng là sự xâm nhập của vi sinh vật vào trong tổ chức vốn vô trùng hoặc là phản ứng viêm của tổ chức đối với sự hiện diện của vi sinh vật. Vi sinh vật đó là gì? Là vi khuẩn, nấm hoặc ký sinh trùng, và tất cả chúng là vi sinh vật á, nhiễm trùng á. Thấy chưa? Các bạn được gửi ảnh thành ố màu đỏ chưa? Trên 1 triệu nhiễm trùng lên trường vào dụng ngày hầu hết là không hoặc ít triệu chứng. Chứ nào có bệnh là phải có, đâu phải có triệu chứng.
lâm sàng, nó từ lâm sàng thì một gọi là bệnh. Còn nhiễm trùng đôi khi nó bị nhiễm nhưng nó có thể không có biểu hiện nó lâm sàng, hoặc là ở dạng ẩn hoặc là ở dạng kín. Người ta thích dùng từ nhiễm trùng nhiều hơn, tại vì cái nhiễm trùng tại vì nó có thể biểu hiện triệu chứng hoặc không biểu nó triệu chứng. Và cặp đã là nhiễm trùng thì có thể là các bạn biết đấy, giống như chlamydia hoặc là một số các bệnh như là virus viêm HPV chẳng hạn, người ta nhiễm nhưng người ta chưa biểu ra triệu chứng, đều thời gian sau người ta mà biểu ra triệu chứng. Nên là hiện tại với cả WHO người ta gọi là xếp vào nhóm nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục hơn là người ta không thích dùng từ bệnh. Đã là bệnh là phải có triệu chứng hoặc là đã có cái từng lâm sàng từng đoán được. Còn các bệnh lây truyền qua đường tình dục là hầu hết không có triệu chứng, ở thể ẩn. Thế đó đôi khi nó nhiễm trùng có thể là biểu hiện ra triệu chứng, hoặc đôi khi nó không biểu hiện ra triệu chứng. Tại nhiễm trùng nó bao gồm cả bệnh luôn. Thấy chưa? Như vậy với cả bác ô người ta dùng từ nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục. Và người ta không gọi là bệnh nữa. Nó sẽ gọi là STD, disease là bệnh đó. Bây giờ người ta sẽ gọi là STI, bao gồm bệnh và không bệnh. Ok? Đó là ý nghĩa hiện tại cái thuật ngữ về nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục. Vì vậy trong cái ba các bệnh các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục á thì ai dùng STI thì thầy cũng dùng STD. Ok rồi, đầu tiên là mà thầy nói về lậu và chlamydia à, mà biết rồi chlamydia mắc gấp 3 lần so với lậu. Là vấn đề của bà học bệnh lâu mà các bạn không học chlamydia là quá như các bạn bỏ sót rất là nhiều. Vì là viêm niệu đạo là hay gặp nhất là do chlamydia và thứ hai là do lậu. Rồi chúng ta sẽ học hai bệnh lậu và chlamydia. Rồi, các bạn phải nắm nhất được là cái thuật ngữ cơ bản này. Nghe không? Như thế nào gọi là nhiễm trùng trực niệu và sinh dục? Hiện tại thầy chia ra hai nhóm. À, các bạn phải cố gắng nắm cái bảng đấy, với các bạn học nội khoa rồi cũng như các bạn học về bệnh lý về ngoại khoa nó liên quan đến nhiễm trùng đường tiết niệu rồi. Vậy nhiễm trùng đường tiết niệu và sinh dục người ta chia hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhiễm trùng đường sinh dục. Nhiễm trùng đường sinh dục á thì người ta chia ra hai nhóm nữa, một là dưới, hai là trên. Nhiễm trùng đường sinh dục dưới ở nam giới là các vị trí một là niệu đạo hai nhân vật, ở nữ giới chính là niệu đạo ống hồ, ống đạo và cổ tử cung và tuyến Bắc Linh. Và nhiễm trùng đường sinh dục dưới ở nam và nữ thì gọi là nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục hay còn là STI. Vì các nguyên nhân này, các bệnh lý này đa số là do quan hệ tình dục, đa số là do con đường lây truyền qua đường tình dục mà gây nên. Nên nhiễm trùng đường sinh dục dưới người ta gọi là nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục. Rồi. Nhiễm trùng nó sinh dục trên đối với nam giới là tinh hoàn, mà tinh hoàn mà từ tung liệt từ nơi dưới thì nó từ cung mà vào trứng. Các bạn biết từ giờ hay gặp nhất là vị trí là cổ tử cung, mà từ vị trí cổ tử cung đó là vi sinh vật mà sẽ gây nhiễm đến từ cung và vào trứng. Như vậy một bệnh nhân nam mà bị viêm nội đạo, một thời gian sau bệnh nhân bị viêm tinh hoàn, mà tinh hoàn hoặc là tiền liệt thì cái nhiễm trùng đường sinh dục trên đó gọi là biến chứng của nhiễm trùng đường sinh dục dưới. Ok, tôi sử dụng nữ, một bệnh nhân nữ gọi là viêm cổ tử cung do lậu hoặc chlamydia, một thời gian sau bệnh nhân bị viêm tử cung và vòi trứng thì viêm tử cung và vòi trứng được gọi là biến chứng của cái viêm cổ tử cung nguyên nhân do lậu hoặc chlamydia. Về tóm lại nhiễm trùng nó sẽ dưới được gọi là nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, nhiễm trùng nó sẽ dục trên mà nó xảy ra sau khi bị nhiễm trùng đường sinh dục dưới thì được gọi là biến chứng. Rồi. Nhiễm trùng đường tiết niệu không phải là STI, vì nhiễm trùng đường tiết niệu thì ít khi mà do quan hệ tình dục lắm nhưng người ta cũng sẽ bắt gặp STI được. Nhiễm trùng đường tiết niệu trên chính là thận
và nhiễm trùng đường tiết niệu dưới thường là nám giới chính là bàng quang mà tiểu đường liệt ở nửa giới chính là bàng quang. Thôi, bây giờ các bạn đã hiểu được là cái đấy, bây giờ các bạn hiểu được là thế nào là nhiễm trùng đường sinh dục và như thế nào là nhiễm trùng đường tiết niệu. Đây là một cái là một cái sơ đồ về cái sơ đồ về cái cơ quan sinh dục nam. Và bạn thấy khi quan hệ tình dục thì cái dương vật đưa vào trong cái bên trong âm đạo á. Và vì vì vậy cái vị trí mà hay gặp nhất nam giới chính là niệu đạo và cái dương vật vi khuẩn nó xâm nhập trực tiếp vào chỗ này và gây nên bệnh. Nha. Vì vậy cái vị trí hay gặp nhất là dương vật và niệu đạo và sau đó từ vị trí này sẽ liên kế tiểu tương liệt, tinh hoàn và mao tinh hoàn. Tương tự ở nữ giới rồi tương tự ở nữ giới là cái vị trí mà hay gặp nhất trong viêm ở nữ giới chính là cổ tử cung, tại vì cái cấu trúc cái cấu tạo cổ tử cung mà nó khác so với âm đạo là có cái biểu mô lạc tâm mà nó thường thường nó sẽ thay thay đổi bởi liên tục và nó cái âm đạo nó rất khó bị tổn thương so với cái niêm mạc của cổ tử cung. Vì vậy ở nơi giữa cái vị trí hay gặp nhất của chính là cổ tử cung và khi quan hệ cổ tử cung nó sẽ cái viêm mà nó tiến tác cái hư. Ok, và ở nửa giới mà từ cái cổ tử cung nó sẽ lên cái vò trứng mà từ cái vò trứng mà dùng một tử cung mà vò trứng là nó gây viêm cả vị trí đó rồi. Như thế nào là Thanh Huy? Dạ em nghe thầy. Huy à, như thế nào còn âm hồ ấy, âm hồ là gì, Dạ. âm hồ là gì, âm hồ phụ nữ là gì, Dạ thầy là âm hộ là bộ phận bên ngoài của cơ quan sinh dục nữ thôi. ồ tổng huy à. Chính xác thế. Ấm hồ các bạn cái hình ảnh nhỏ bên dưới á, các bạn thấy đó, ấm hồ là cái phần mà sinh dục chúng ta nhìn thấy khi mình đang ở tư thế sản khoa. Nhưng mà các bạn thấy gì? Niệu đạo. Ok. Ấm vật mô lớn và mô bé. Và ở giữa nửa là có cái tuyến Bartholin. Như vậy cái vùng ấm hồ và ấm đạo từ ấm đạo đó nó sẽ di chuyển và gây nó gây viêm ra bên ngoài là ấm hồ. Tiếp theo thuật ngữ như thế nào là viêm niệu đạo. Viêm niệu đạo là gì, là một cái biểu hiện lâm sàng với mù hoặc đôi khi không có mù nhưng mình vẫn còn triệu chứng về cơ năng là khó chịu bên trong niệu đạo, có cảm giác rát bỏng đôi khi đi tiểu hay là tình trạng kích thích và rối loạn tiểu tiện. Từng lâm sàng có gì, đó là bạch cầu trung tính trên 10 mũ 4 ml nước tiểu đầu dòng. Nước tiểu đầu dòng là nước tiểu mà bệnh nhân đi tiểu lại nước tiểu từ đâu luôn nước tiểu. Ok, hoặc trên 5 bạch cầu trung tính trên 1 ký trường, đặc biệt là soi vật kính 100 đối với phế dịch niệu đạo. Như vậy nhiễm trùng đường tiểu là khi vi khuẩn trong nước tiểu trên 10 mũ 5 CFU, là các bạn biết các bạn học vi sinh cái CFU đó chưa, lập trường 5G, là vừa 5G. Dạ em chào thầy ạ. Rồi Trí, em có biết Rồi là Trí, em đến gì em có biết là em đến gì? Xẹp u không? Xẹp u không? Dạ thưa thầy, CFU là đơn vị để ước tính số lượng vi khuẩn trong một mẫu nhất định ạ, hoặc Học là tế bào nấm chưa? ạ. Dạ có rồi ạ. Học này, Học đó, liên quan đến là đám mây liên vi quan đến khuẩn. đám mây vi khuẩn.
Dạ cả hai ạ. Ok, rồi. Ok, rồi. À, các bạn biết những Các cái mục bạn biết tiêu là cái dựa vào cái số lượng vi khuẩn trong mục tiêu á, nhưng mà không, các bạn biết trong mục tiêu chúng ta không có và dùng phương tiện máy móc á, rất là hiện đại mà có thể tìm được vi khuẩn trong mục tiêu á. Cái đó người ta lại cái mục tiêu lại vi khuẩn trong tiêu mà người ta đem đi nuôi cấy và người ta tự đơn vị hình thành cuộc lạc. Người ta mình nhờ có ai nói dài lên trên 11 năm vi khuẩn cái một cái mini được tiểu không làm được đâu, hay rất khó, không có phương tiện máy móc nào tìm được vi khuẩn trong được tiểu đâu, vì số lượng nó quá nhỏ và bên cạnh nó có nhiều tế bào chết, cái đó tìm rất là khó nha. Rồi, viêm niệu đạo ở nam giới là hay gặp nhất chính là lậu, và người ta chia hai nhóm, một là viêm niệu đạo do lậu, hai là viêm niệu đạo không do lậu. Và trong cái nhóm viêm niệu đạo không do lậu cái hay gặp nhất chính là chlamydia và trachomatis, và bên cạnh đó có nhiều cái nhóm vi khuẩn khác như Mycoplasma hoặc là trùng vào âm đạo, và người ta ghi nhận là 40% có sự đồng nhiễm giữa lậu và chlamydia. Đó là thầy nên nói nhắc lại các thuật ngữ và một số khái niệm cơ bản trong thể nào là nhiễm trùng đường tiết niệu và sinh dục, như thế nào gọi là viêm niệu đạo, như thế nào gọi là nhiễm trùng đường tiểu. Được. Và là cả nhóm nguyên nhân hay gặp nè, đó tôi nói bên lầu. Lầu tên tiếng Anh là gonorrhea, các bạn nhớ là cái khuẩn này có đặc điểm là bên một sóng cầu, hình ảnh bên cạnh là hình ảnh mà như kính hiển vi điện tử, nên là người ta nhìn thấy rất là đẹp cái vi khuẩn lậu, hàng là vi khuẩn gram âm hay là cà phê sống nội và ngoài bao, có nghĩa là vi khuẩn này nó trú vào trong tế bào nó sống được hoặc là nó sống ngoài tế bào. Hiện tại vi khuẩn lậu có ngư là vật chủ duy nhất mà đường truyền duy nhất là quan hệ tình dục, và ở nam giới thì u bệnh đó nó rất là nhanh, từ 2 năm ngày có triệu chứng, mà ở nữ giới á thì u bệnh nó lâu hơn, và phần lớn nữ giới hẳn có triệu chứng, đến 75% nữ nhờ nhiễm lâu hẳn có triệu chứng và rất ít cái có triệu chứng. Ngoài ra đối tượng nam x nam là nam quan hệ với nam á, thì người ta hay có hành vi quan hệ dùng miệng hoặc là hậu môn trực tràng, là chúng ta cần phải khám kỳ đặc biệt ở các đối tượng nam x nam. Hiện tại nam x nam rất là nhiều đấy. Đặc biệt là bây giờ học sinh sinh viên nam x nam nhiều lắm, nhiều bệnh nhân để khám thay đồ học sinh thôi, nhưng mà đã bị bệnh lây truyền qua đường tình dục rất là nhiều. Đối với nam giới thì cơ quan sinh dục thì 80% biểu hiện cấp tính và 20% còn lại nó biểu hiện nó ít hoặc có triệu chứng gì cả. Cấp tính là gì? Như thầy đã nói vừa rồi trong cái slide của viêm niệu đạo á, nha, có mù. Thứ hai nữa, từ đó từ rác rồi đoạn nước tiểu thì gọi là cấp tính, mà 20% còn lại là ít không triệu chứng, ít là gì, đôi khi họ có mù, cái nó rối loạn đường tiểu và chảy dịch ít. Đặc biệt vào buổi sáng nếu bệnh nhân xuất hiện ngủ dậy mà xuất hiện ở mù ở chảy chảy dọc ra đầu miệng sáo á, thì gọi là giọt sữa mang mai, và đôi khi là kèm theo sưng và phù miệng sáo do phản ứng viêm và để lại. Rất là hiếm gặp liệt trước vật, tại vì cơ vi khuẩn lậu nó xâm nhập trực tiếp tại vùng da của những vật và gây loét. Mời bà Thanh Huy, Thanh Huy được Dạ, không á? em nghe thầy. Huy Hữu, Bùi Huy Hữu. Bùi Huy Hữu là ai? Như nào gọi là loét hấu? Thầy là lết là tổn thương sâu và đi qua lớp thượng bì ạ. Chín được không? Và khi lành thì bị lại sao ạ? Liệt dương vật như thế nào là trưởng? Thầy là tật là tổn thương ở lớp thượng bì và khi lành thì không bị lại sao ạ? Đúng chứ, chính xác thế. Liệt là tổn thương mất da từ lớp trung bì trở xuống, vừa là thử phát. Tật là tổn thương mất da nằm trong lớp thượng bì.
Đấy nhá. Đấy, nhắc lại cục hướng các bạn này. Rồi, xong rồi hậu. Cơ quan khác, chúng ta khám cho nó mắc, miệng họng, họng muốn được trang. Mắc tại vì một số bị người bị lậu. Thì người ta đưa tay xuống phía dưới và vô tình ngửa mắt và quẹt lên phía trên và mắt vô tình bị nhiễm. Hoặc trẻ sơ sinh đi ra đường dưới của mẹ và vô tình vi khuẩn lậu nó dính vào mắt. Miệng họng hormone muốn trực tràng, nếu không có biến chứng ha, thì đôi khi nó không có hạch hoặc sổ gì cả, nó hoàn toàn bị dừng tại chỗ. Biến chứng như thay đổi nói trong slide đầu nữa là viêm tân hoàng mà bằng quang là biến chứng gần. Và sau khi phản ứng viêm xảy ra, nếu để lâu đôi khi nó gây sơ và hẹp nhiều đạo. Vì những sao gì là vi khuẩn lậu nó đi theo đường máu và nó ảnh hưởng cả cơ quan khác như là da, khớp và gan. Rồi. Thế là A là một biểu hiện của cái mủ nó chảy ra ở miệng sáo. Nếu mà gặp ở vào buổi sáng thì gọi là giọt sữa ban mai. Vì vậy các bạn biết là vì sao bệnh lậu là có tên gonorrhea này. Trong cái này rear có nghĩa là chạy nhá, trong cái tiếng là cái y khoa của mình á, các bạn muốn học tốt tiếng Anh chuyên ngành á, các bạn muốn học cả gốc từ mà cả gốc từ trong y khoa nó xuất phát từ tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Rear dùng các bạn bị tiêu chảy là diarrhea. Diarrhea là có nghĩa là chạy, có nghĩa là xuyên qua. Rear là chạy, chạy xuyên qua thì gọi là tiêu chảy. Thấy nhá. Như vậy cái rear trong cái gốc chữ y khoa có nghĩa là chạy. Gono có nghĩa là mầm, mầm á, hoặc là giả mầm có nghĩa là đại diện cho một cái sự sống. Như vậy trước đấy á, bệnh lậu thì người ta nghĩ đến bệnh nhân chạy tinh dịch. Vì trong tinh dịch á là chạy tinh trùng, tinh trùng là đại diện một cái mầm sống. Người ta nghĩ là bệnh lậu là bệnh liên quan đến rối loạn thì chạy tinh dịch, nhưng mà sau đó người ta phát hiện được là liên quan đến nhiễm vi khuẩn. Vì vậy người ta vẫn dự tiến là gonorrhea, có nghĩa là bệnh lậu. Bây giờ các bạn hiểu cái xuất phát của cái bệnh lậu như thế nào. Ừ. Rồi. Và hình A các bạn thấy nó chạy mù. Ra đầu nhân vật. Mời bạn Ngọc Trâm. Ngọc Tâm Lai. Chào thầy. Chào thầy ạ. Mở cám. Dạ em đây ạ. Ngọc Tâm. Như thế nào gọi là mù Ngọc Tâm? Mù là chữ mù là mù là có là bạch cầu tại chữa bạch cầu tại bao viêm ạ. Gì nữa? Và là có tồn tại sạc vi khuẩn ạ. Ồ, gì nữa không? Mủ thì có nhiễm khuẩn hoặc là không ạ. Tí nữa, mà tiếp. Câu hỏi Ngọc Trắm này. Học thế như thế nào gọi là mù mù? Dạ, mù mù là... mù mù là thương tổn mà... có cơ cáo lên khỏi mặt bề mặt xá và bên trong thì có chữa dịch mủ màu trắng hoặc là vàng. Rồi dưới tiếp nào gọi là áp xé? Áp xé. Từng nghe từ áp xé chưa? Dạ rồi ạ. Rồi tự nhiên nào gọi là áp xé? Dạ, áp xé là tổ chức viêm mà có chữa mủ.
Rồi hai cái hai áp xe và mùng mù khác nhau cho nó. Dạ, áp xe đi có kích thước to hơn. Ừ. Tí nữa. Thấy chưa? Dạ, mọi người được tên ạ. Ừ. À, mù là một cái dịch bên trong chứa tế bào viêm bạch cầu, nó có vi khuẩn, có sát vi khuẩn, thì gọi là mùng mù có khuẩn, thì không có sát vi khuẩn, mùng mù vô khuẩn. Mùng mù là gì? Là thương tổn trong bệnh da, thấy chưa? Bên trong chứa mù và đường kính nhỏ 0,5 cm, và mù là không có liên quan đường kính. Ừ. Và các bạn biết mùng mù chúng ta thấy rất là rõ ra, thương tổn có lên trong mùng mù gọi là mùng mù. Có áp xe gì? Áp xe là một cái thỏa hóa viêm của một cái tổ chức, một tổ chức bên trong cái mù và hoàn toàn chúng ta không thấy trên bề mặt. Mà khi chúng ta khám đánh giá tiền đường bệnh, mà khi chúng ta xẻ ra thì cái mù bên trong có thể là vàng hoặc là trắng, thấy nhá. Thì áp xe chúng ta không nhìn thấy mù thực thể, mà khi chúng ta phải tiến hành thăm khám và chúng ta xẻ, anh lấy cái dao xẻ rật mà bên trong tổ chức á, thì thấy mụ để ra, thì gọi là áp xe. Như vậy áp xe nó nằm nông, áp xe nó nằm sâu. Còn mụ mụ chúng ta phải thể rõ ràng nằm rất nông mà có mụ bên trong. Hình ảnh A các bạn thấy dương vật mềm mà mụ để ra. Nếu mà hỏi kỹ bệnh nhân có biểu hiện của triệu chứng cơ năng của viêm niệu đạo. Hình ảnh B, một bệnh nhân bị hiện của loét rất là hiếm gặp, rất bình lâu. Đây một bệnh loét có kích thước khoảng 1 cm và nó các bạn thấy kích thước nó sâu và trên bề mặt có mụ và còn tấm xuất huyết. Đây là loét do lâu hiếm gặp. Thứ hai là khi mà vi khuẩn nó đi vào máu thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả cơ quan khác và ảnh hưởng toàn thân. Nếu bệnh có bệnh sốt và tổn thương da, các bạn thấy bên cạnh đó tổn thương viêm và ở giữa các bạn thấy có bệnh của xuất huyết, là bệnh hiện máu nó đen và có mụ xung quanh, là bệnh hiện hoại tử và để bao hồng dịch thì gây viêm bao hồng dịch, mà vi khuẩn đến khớp thì gây viêm khớp, cổ tay bao tay và khuỷu chân, đôi khi là viêm hợp vai hợp lớp. Đây nhiễm trùng máu do lậu, nó sẽ bị hiện của một cái sơ một đạp bằng viêm toàn thân. Đây một đứa trẻ 4 ngày tuổi tự nhiên xuất hiện mù ở mắt, ở đây cái nhập viện của 2 ngày á, và sau khi được thăm khám và làm xét nghiệm nhanh thì chẩn đoán lậu. Và khi mà trẻ sẽ sinh chẩn đoán lậu, chắc chắn một điều mẹ đã mắc bệnh lậu. Mà đến một cấp cứu trong nhi khoa, chúng ta thường còn điều trị gấp, nếu không sẽ bị ảnh hưởng đến miếng kết mạc và có thể gây mù nếu điều trị chậm. Và khám một cách khác, chúng ta thường là khám miệng hoặc là họng, hormone trực tràng xem từ miếng kết lậu có xuất hiện triệu chứng ở các vị trí này không. Và điều trị rất là đơn giản, chỉ cần dùng kháng sinh tiêm tại chỗ là nó sẽ lăn liền. À, 1-2 ngày là hết triệu chứng và chăm sóc tại chỗ rất là kỹ. Khi nó gây tít mắt hoặc là viêm kết mạc nó sẽ xử trí chậm. Còn từng lâm sàng đi hồi sàng hồi sau. Tiếp theo là nhiễm trùng chlamydia liên quan đến hay nha, tôi nói nhanh. Cái này là sóng nổi bao bắt buộc này, u bệnh 10 đến 5 ngày mà thằng nhiễm chlamydia là ít triệu chứng. Ít triệu chứng thì nó làm tăng biến chứng. Các bạn biết trong lâu á, bệnh nhân có triệu chứng, có triệu chứng thì bệnh nhân sẽ đi khám liền. Còn chlamydia thì bệnh nhân là ít triệu chứng, ít triệu chứng thì bệnh nhân là ít đi khám, và ít đi khám á thì càng để càng lâu thì nó tăng lên biến chứng. Và nhiễm chlamydia thường thường kết hợp với lậu. Rồi ở nam giới là gì? Phần lớn là nam giới người ta có triệu chứng, và nếu có triệu chứng thế nữa thì hay gặp bị viêm niệu đạo, bệnh là kiểm dịch hay là dịch mà nó hơi trong trong mạch mũ, mà đôi khi nó kèm theo ngứa
như đào và rối loạn tiểu, các cơ quan khác như viêm kết mạc tự nhiễm như thầy giải thích vừa rồi, tay đụng phải dựa vào nơi phía trên, biến chứng nó giống như trong trong lậu, và trẻ sơ sinh cũng giống như trong lậu, và viêm kết mạc mủ, viêm mủ, viêm tai và viêm viêm phổi kẽ. Nói về hai thằng này, ở nữ giới phần lớn là nữ giới người ta không triệu chứng, mà phát hiện tình cờ là khi bạn tình của mình đang đàn ống á, là người ta đi khám bị viêm niệu đạo. Và bạn biết ở nữ giới là cái cơ quan sinh dục nữ á, là gồm có bên trong á, là âm đạo và cổ tử cung. Cổ tử cung bị viêm nhưng phần lớn là nữ giới cũng không có triệu chứng, tại vì cổ tử cung á thì cơ quan cảm giác á, rất là ít nha. Và vì vậy có triệu chứng viêm rất là nhiều, nhưng mà nữ cảm giác khó chịu là chủ yếu, chứ không đau hoặc rát. Tương tự viêm âm đạo, tử cung âm đạo hoặc 2/3 bên trong âm đạo á, thì cảm giác rất là ít. Do đó nếu mà bị viêm ở vùng các vị trí này thì nữ giới cảm giác khó chịu là chủ yếu, và không đau không rát nhiều thì nữ giới không đi khám. Đôi khi nó xuất hiện là khí hư, khí hư thì nó khí hư trắng hoặc vàng, và kèm theo viêm niệu đạo thì thỉnh thoảng gặp viêm niệu đạo. Nếu bệnh nhân cảm nhận sốt và đau cung trậu thì gọi là biến chứng ở cơ quan sinh dục cao, thì nó tử cung và vòi trứng. Rồi xin mời bà Nam. Thanh Tôn. Thanh Tôn là ai? Thanh Tôn, nó hoàng của thầy, như nào gọi là khí hư? Khí hư là gì? Thầy nhắc lại câu hỏi được không thầy? Hả? Thầy nhắc lại câu hỏi em vừa lấy tại nghề là... Rồi, câu hỏi thầy, như nào gọi là khí hư? Dạ thầy, khí hư là tình trạng viêm ở trong âm đạo của người phụ nữ ạ. Ồ, chính là không? Nó có màu trắng. Thôi kiểu đi phải học bỏ qua kiểu đi phải học lại hay kiểu đi phải học lại sinh lý của phụ nữ đi hay từ là sai rồi ấy. Còn ngôi mà còn ngôi với cả là bằng nữ nào không để mà giải thích chính nó gọi là kỳ hứ. Thôi mời bạn Nguyễn Trân Quang. Dạ em chào thầy. Tân Quang nói bà đang nghe như nào gọi là khí hư Tân Quang. Dạ thầy, khí hư chính là dịch âm đạo của nữ ạ. Chứ nữa. Dạ thầy, khí hư thì bình thường nó sẽ có màu trắng. Không mùi. Và đấy. Không mùi hoặc là hơi tanh. Thôi, chạy đi về học bài sinh lý phụ nữ đi thấy hai bàn nắm rồi thấy bây giờ im nắm rồi mà thử xin cái chức dịch ở khí hư bông bây giờ nó thiếu nhiều thấy thôi khí hư một chức dịch ở của phụ nữ ở bên dưới á, trong có màu có mùi đấy nhở. Ở đây bệnh nhân gặp viêm cổ tử cung thì khi viêm mà ta nó mù và nó hoa lẫn vào trong khí hư á, vì vậy khí hư mới gọi là có màu trắng màu vàng, là có bất thường. Nhưng mà bên trong cái chỗ nữa, cổ tử cung âm đạo mà có mù thì chúng ta không gọi là mù mà chúng ta gọi là khí hư, đúng chưa? Màu trắng hoặc màu vàng. Ok, cái hai bà thằng nam rồi nhớ chưa? Rồi biến chứng lâu như viêm tuyến Bắc lên, viêm vòi trứng, mang thai ngoài tử cung, tại vì cái viêm vòi trứng nên là thụ thai. Cái đoạn nó mang thai ngoài tử cung là chỗ do phản ứng viêm. Và viêm cái mạc từ gai về viêm cả viêm nhiễm trùng. Đối với chlamydia, viêm vòi trứng hay gặp nhất là biến chứng chính. Nó rất hay gặp viêm vòi trứng do chlamydia. Mà tại vì nó ít triệu chứng nên chứng đó muộn. Theo một số liệu thống kê các bạn biết, thì 50% viêm vòi trứng ở phụ nữ trẻ thì có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng 50% là do chlamydia. Và 70% nguyên nhân gây vô sinh ở vòi trứng là do chlamydia cả. Như vậy thằng này chlamydia âm thầm và lặng lẽ,
nhưng mà nó sẽ là biến chứng rất là nhiều. Đấy là các bạn thấy chưa? Thầy nhắc lại này, ở phụ nữ trẻ thì có rất nhiều nguyên nhân gây viêm vòi trứng, nhưng mà chlamydia chiếm đến 50%. Tương tự nguyên nhân gây vô sinh ở vòi trứng thì rất là nhiều, đến 70% vô sinh ở vòi là do chlamydia. Đấy, đây là ấm hồ và đây là một trường hợp của viêm, các bạn thấy là viêm cổ tử cung. Mà cái màu trắng này không gọi là mù, cái màu trắng này gọi là khí hư đấy nha, khí hư màu trắng ở cổ tử cung đấy, đặc màu vịt hình ảnh rất là đẹp. Viêm là dạ hàng rất là rõ, dạ hàng rõ ở lỗ cổ tử cung và xung quanh, kích cỡ là khoảng 1.5 cm. Và đơn giản chúng ta là dịch này chúng ta đi làm xét nghiệm bây giờ chẩn đoán, chẩn đoán của hai thằng này. Lưu ý và bạn lưu ý, nếu bệnh nhân có biểu hiện của viêm họng hậu môn trực tràng thì chúng ta cũng phải lấy bệnh phẩm để xem từ thực cung và nguyên nhân có dùng nguyên nhân gây viêm niệu đạo hay không. Ở đàn ông, nếu bệnh nhân có viêm niệu đạo có mù rồi bên lâu thì chúng ta phải lấy mù, và sau đó chúng ta để em nhiều gram. Vậy hình ảnh bên cạnh các bạn thấy đó là bạch cầu đã nhân trung tính, và kèm theo đây các cái nhỏ nhỏ thế này này. Đây, cái mùi thêm này đưa ra đó là các bạn thấy đó là các vi khuẩn nó sống cầu gram âm hình thành cà phê sống nội bào, và cái dùng gram lên là nó bắt màu màu đỏ. Và bước tiếp theo chúng ta phải nuôi cái tức là sô-cô-la để mà định danh mà làm khảo sinh đồn, đặc biệt trong nghiên cứu mà thôi thì chúng ta có thể xác định được là vi khuẩn lậu mà nhạy cảm khảo sinh nào, chúng ta dùng cái sinh đồn. Đối với chlamydia thì chúng ta không lấy mũ mà chúng ta lấy nước tiểu đầu dòng và chúng ta cho làm PCR để chẩn đoán chlamydia. Đối với trung đoán âm đạo chúng ta không nghi ngờ thì chúng ta lấy mũ mà chúng ta đi nuôi đi soi tươi để kiểm hiển vi xem có xuất hiện trung đoán âm đạo hay không. Nhiều viêm đại đạo mà không có mũ đối với lậu thì chúng ta lấy cái bệnh phẩm trong nhiều đạo, bên cạnh là cái que lấy bệnh phẩm nha. Thì chúng ta đưa cái que này, đưa cái bóng màu trắng á, chúng ta đưa vào trong niệu đạo luôn. Bây giờ chúng ta lại bình phẩm, và chúng ta phết trên cái lám kính, và sau đó chúng ta nhuộm gram. Và đối với chlamydia thì chúng ta lại nước tiểu đầu dòng và chúng ta làm PCR. Ví dụ một bệnh nhân đến khám với chúng ta và nám giới đi, đến khám vào lúc 9 giờ sáng, thì chúng ta có hỏi bệnh nhân là đi tiểu lần trước đó vào lúc mấy giờ. Nếu bệnh nhân khai là đi tiểu có đi tiểu lúc 8 giờ như vậy chúng ta phải đợi thêm một tiếng nữa để dòng bệnh nhân này là nước tiểu đo dòng, nhưng mà cắt lần tiểu cuối cùng phía trước đó vòng 2 tiếng thì sau đó chúng ta mới lấy bệnh phẩm mà bệnh nói một tình sẵn nhất về nước tiểu đo dòng. Nếu mà nửa tiểu đó dòng là cách lần tiểu cuối cùng 2 tiếng thì ta là bình phẩm là tốt nhất. Đấy nhờ. Đó là mà chúng ta cũng phải hiểu được cách lấy bình phẩm như nào cho chính xác và lấy như thế nào để mà cái kính lâm sàng á nó có tài cao. Nếu không bệnh nhân mở một tầm vừa mà bệnh nhân tiểu chính chưa được khá mà bệnh nhân đi làm đi lại nửa đi thì chắc chẳng một điều độ tin cậy nó rất là thấp. Thì chúng ta biết là nửa tiểu lần cuối cùng đó mình nhấn đi tiểu còn nửa tiểu thôi á, thì nửa tiểu đó nó sẽ trôi bớt cả vi khuẩn và sạc tế bào viêm, và khi chúng ta làm sao lại sẽ nhiễm máu được chính xác. Thế là chúng ta cần đợi khoảng thời gian để tế bào viêm và phản ứng viêm á nó thế chúng ta lại bình phẩm cái gì để mình nhấn cả viêm cổ tử cung. Thế chúng ta lại bình phẩm, phải quét lại bình phẩm đó, chúng ta đọc màu vịt nhá, nhìn trong màu vịt đó, còn chúng ta lại cái que chúng ta phết ở cổ tử cung á, đấy cái que này
cái dài bằng ta fit vào chỗ này này đó, chúng ta mà fit vào lỗ cổ tử cung, chúng ta fit vào cái hư màu trắng này, chúng ta làm xét nghiệm rồi dùng gram và nuôi cấy. Và lưu ý là chúng ta phải lấy thêm một liều đạo, có viêm thì chúng ta làm visa. Và sau tươi mình được buổi sinh lý thì tìm chung đoán đạo. Đối với phụ nữ mà sang lọc á, đấy nhá, là không còn điều chỉnh chi, giống người ta đi khám sức khỏe định kỳ và người ta muốn khám sang lọc xem từ bị chlamydia hay không, thì chúng ta làm visa mình được tiểu đầu dòng để mà sang lọc mình lấy chuyên con đường tình dục, đấy nhá. Chú ý, đã mà được khi bắt đầu điều trị thì chúng ta phải kiểm tra máu để xem bệnh nhân có bị các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác hay không, HIV, giang mai và HPV. Đặc biệt là các bệnh mà chúng ta tiêm thủ chẳng hạn, nếu mà lậu hoặc là chúng ta tiêm dùng cái kháng sinh tiêm là nhắn nhất mà first line của hắn, thì từ khi tiêm gì chúng ta phải kiểm tra mấy chỗ thắc này, HIV là giang mai và HPV á, để bảo vệ nhân viên y tế mà thôi. Là chúng ta tiêm bộ tiêm tiêm đúng vòng tay là coi như nguy cơ. Và khuyến cáo kiểm tra bằng tình và thông tin là nguy cơ tái nhiễm không quan hệ khi điều trị và phòng bệnh. Alo. Bệnh viện nào? Rồi. 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 Tất. Thì bên bên buổi tương ý là mở cửa vào buổi sáng thứ bảy. Bên tương ý là sáng thứ bảy. À, của phòng khám anh thì mở cửa với ngày thứ bảy là từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 2 giờ đến 5 giờ và chủ nhật thì mở cửa vào buổi sáng 8 giờ đến 11 giờ. Ok, thì phòng khám của mình phải ghi nhận địa chỉ chắc và thời gian. Ok. À, xin chào. Rồi, xin chào. Về điều trị và hiện tại các bạn thấy ưu tiên số 1 trong điều trị lậu không triệu chứng là như ceftiaxone là 250 mg tiêm trong cơ, tiêm intramuscular là tiêm trong cơ, và một số tài liệu khác thì người ta tiêm đến 500 đủ tài liệu các bạn ạ. Kết hợp azithromycin là 1 gram uống. Các bạn nhìn cái bảng bên cạnh của chlamydia trong cái ưu tiên 1 chỉ là azithromycin là 1 gram uống và doxycycline là 100 mg cho 2 viên ngày đến 7 ngày. Như vậy trong điều trị lâu á thì người ta kết hợp điều trị với chlamydia là azithromycin 1 gram uống luôn. Và các bạn biết một cái thuốc là ceftiaxone á, thuốc của Pháp á, thì một lò là khoảng 200 ngàn, còn thuốc Việt Nam một lò thuốc mà tính gốc là ceftiaxone là một Ấn Độ hoặc của Việt Nam là một lò 50.000, đôi khi lò khoảng 40.000 nữa kìa, còn thuộc Pháp là 200.000. Thế đó, đôi khi một số người họ đi sang điều trị lâu mãi hẳn lành, như các bạn biết, điều trị một cái chẩn đoán đúng, hai là thuộc rất tốt. Tại vì trong cái phác đồ này thì người ta đưa ra phác đồ tại vì người ta nghiên cứu dùng liều như vậy, mà trên thực tế nó là nó đáp ứng. Tại vì đa số ta liệu ta là từ Anh hoặc là từ Mỹ với cả các Úc, và với cả nước này thì thuộc rất là tốt. Đến cái liều lượng nó dùng ta nghiên cứu cái đó dùng liều chuẩn. Còn nếu các bạn mà sau đây các bạn làm bác sĩ mà các bạn kỹ thuật không được tốt thì chắc chắn một điều là bệnh nó kém cải thiện hoặc là cải thiện rất là chậm nha. Cái đó sau đây các bạn làm bác sĩ các bạn kỹ nếu có điều kiện thì các bạn kỹ thuật tốt luôn. Tại vì theo phác đồ của thế giới dùng thuốc tốt cả. Còn nếu các bạn không dùng thuốc tốt thì các bạn sẽ sau đấy các bạn sẽ có một vấn đề là tại sao điều trị lâu là như vậy, dùng đúng phác đồ đó của thế giới rồi, dùng thuốc đúng cả nhưng tại sao bệnh lâu lắm, do đó chi
liên quan thuốc, chất lượng thuốc. Ưu tiên thường số 2, nếu mà septiazone mà không có thì các bạn dùng thuốc uống cetirizine 800 mg uống, hoặc azithromycin thuộc điều trị chlamydia. Và các bạn biết cetirizine ở Ấn Độ cũng biết vài nghìn, Việt Nam cũng biết vài nghìn, cái đó chất lượng điều trị cũng không được tốt. Khổ là các bạn ạ. Và ưu tiên số 3, tương tự với chlamydia thì có thể có 2, 1 azithromycin hoặc doxycycline là ưu tiên số 1. Và ưu tiên số 2 thì dùng levo hoặc ofloxacin và erythromycin. Như vậy là điều trị, một liên quan đến chất lượng, hai liên quan đến tính sản phẩm của thuốc. Nhưng mà chúng ta có thuốc nào thì chúng ta dùng thuốc máy. Đối với thuốc nội thì chúng ta có thể chế nhiều ngày hơn. Và liều lượng có thể tăng lên một tí. Đối với hãng đồng mức độ, thì sau đây các bạn làm bác sĩ các bạn sẽ hiểu. Ở lý thuyết và thực tế đôi khi nó có sự khác biệt, và đôi khi các bạn phải có lắm kinh nghiệm. Kinh nghiệm dùng thuốc á, như là đáp ứng hoặc tốt được. À, như vậy là sóng phân lầu và chlamydia, các bạn có câu hỏi gì không trong cái bài này? À, có câu hỏi gì không trong cái phần này? Hà Lập, có ai hỏi gì không? Nếu không có chúng ta nghỉ 5 phút rồi khi ta đi vào học bài giảng mai. Ok.